Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dojin. Các bạn thân mến, Spanking the Monkey là một bộ phim năm 1994 của Mỹ do David O. Russell viết kịch bản và đạo diễn. Đây là một bộ phim hài đen, một thể loại hài với phong cách nhẹ nhàng về những chủ đề thường được coi là cấm kỵ, gây nhức nhối trong các đề tài thảo luận. Tiêu đề của bộ phim là một cụm từ tiếng lóng để chỉ hành động thủ dâm và được sử dụng trong bộ phim bởi Ray, một anh chàng tuổi teen do Jimmy David thủ vai và người mẹ Susan của anh ta do nữ diễn viên Alberta Watson thủ vai. Cô cũng có sự góp mặt trong bộ phim The Sweet Hereafter năm 1997 mà tôi vừa giới thiệu ở các video trước. Câu chuyện kể về Raymond, một sinh viên trường y trẻ tuổi, trở về nhà trong một kỳ nghỉ cuối tuần, trước khi bắt đầu một kỳ thực tập quan trọng trong văn phòng bác sĩ phẫu thuật ở Washington. Nhưng người cha kiểm soát, đáng ghét của anh ta, thông báo rằng anh ta phải ở nhà trong vài tuần để chăm sóc cho người mẹ cô đơn, bị bỏ rơi của mình, người đang nằm liệt giường sau khi bị gãy chân. Jay phải chăm sóc mẹ mình bằng cách giúp bà ta xoa bóp chân cho bà. Anh ta cảm thấy tội lỗi tột độ cho những cảm xúc loạn luân của mình và tự chà sát làn da của mình để trừng phạt bản thân. Những người bạn trung học của anh tỏ ra còn non nớt và Jay ngày càng cảm thấy bị cô lập với họ. Anh ta bắt đầu mối quan hệ với Tony Peck, một cô gái địa phương, người mà anh ta phải đấu tranh để giao tiếp, cả trong quan hệ xã hội và khi quan hệ tình dục, dẫn đến việc cô ấy từ chối anh ta. Jay có cơ hội để mẹ anh ở lại, khi dì của anh, Helen, đề nghị được làm người chăm sóc Susan, và Jay hào hứng chuẩn bị lên đường vào ngày hôm sau. Tuy nhiên tối hôm đó, Jay và Susan đã ngủ với nhau, dẫn đến việc Jay bỏ lỡ chuyến xe buýt của anh ấy vào ngày hôm sau. Cha của Jay thông báo rằng anh ấy sẽ không còn khả năng trả học phí đại học, khiến anh ấy càng trở nên căng thẳng hơn về tương lai của mình. Tony và Jay sau đó đã nối lại quan hệ tình cảm và đang hôn nhau khi Susan cắt ngang lời họ, cô tát Tony và làm cô ta bị thương. Jay và Susan tranh cãi lớn, anh ta phàn nàn rằng anh ta không thể đạt được bất cứ điều gì ở đây. Bạn bè của anh ấy mời anh ấy đi chơi với họ một lần nữa và anh ấy chấp nhận tham gia cùng họ tại một địa điểm gần bờ sông. Sau khi bị một trong những người bạn của mình khiêu khích, anh ta đã nhảy khỏi một vách đá dựng đứng và sau đó được nhìn thấy đang đi nhờ xe với một tài xế xe tải vào sáng sớm hôm sau. Bộ phim được quay với kinh phí hạn chế nhưng vẫn thu hút được sự quan tâm của khán giả. Bằng chứng cho sự hấp dẫn của nó là nó giành được giải thưởng khán giả tại Liên hoan phim Sudan năm 1994. Nhìn chung đây không hẳn là một bộ phim hài mà là một vở bi kịch đề cập đến một chủ đề rất cấm kỵ. Nó có thể hơi nhẹ về cốt truyện, nhưng các chủ đề cơ bản sẽ cho bạn nhiều điều để cân nhắc sau khi xem. Cốt lõi của bộ phim là mối quan hệ giữa mẹ và con trai. Ở đây chúng ta có một gia đình rối loạn chức năng với một người cha tồi tệ, một kẻ thích kiểm soát nhưng bỏ bê vợ con để lăng nhăng với gái mại dâm, một người mẹ bị tổn thương và bất mãn với chồng. Susan, mẹ của Ray, khoảng 40 tuổi, buồn chán, cô đơn và trầm cảm. Khi cô ấy nằm trên giường, mái tóc của cô ấy khiến cô ấy trông uể oải và phong thái buồn ngủ của cô ấy gợi cảm, nhưng không quá gợi dục. Cô ấy chắc chắn không phải là một kẻ lẳng lơ, mặc dù cô ấy bất cẩn trong cách cô ấy đòi hỏi sự chú ý từ con trai mình. Trong khi đó, người con trai đây phải hy sinh sự nghiệp và giấc mơ trở thành bác sĩ của mình để ở nhà chăm sóc cho mẹ. Từ đầu đến cuối, bạn không bao giờ tin rằng con trai và mẹ đã từng có mối quan hệ mẹ con. Cả hai đều vượt trội về trí tuệ, học vấn cao, nhưng rốt cuộc điều đó chẳng có ý nghĩa gì trước cám dỗ của dục vọng. Cảnh luận luân sau đó trong bộ phim được David O. Russell xử lý rất ngắn gọn và kín đáo. Nó xảy ra một phần vì Ray và Susan đã uống quá nhiều vodka khi xem TV trên giường của Susan. Họ bắt đầu ném những miếng format vào màn hình TV, cười một cách cuồng loạn, sau đó lăn lộn. Cảnh quay nhanh chóng bị cắt sau đó và chuyển đến cảnh sáng hôm sau. Tôi thấy bộ phim thực sự không đi đến đâu và không giải quyết được vấn đề gì cả. Trong khi mọi chuyện có lẽ đã rất đơn giản nếu như họ nhờ người dì Helen đến sớm hơn một chút, hoặc có thể bất kỳ là một người thân nào khác, thì mọi vấn đề có lẽ đã được giải quyết. Tuy nhiên, đó là mục đích của bộ phim và chúng ta không thể can thiệp được. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.